lạm quyền luôn, cả con vua luôn. Cho nên trong khi đó mới chịu về, trong khi đó ông Nhạc Phi về chưa có tới, coi như là triều đình nói là triều đình có cái chuyện hữu sự, mời về, vua mời về đâu mà bàn. Nhưng mà về đâu có được, tới đâu đâu. Trong khi đó coi như là ông Tần Cối, ông giữa đường, trong khi đó ông chặn lại rồi bắt giam luôn. Rồi cuối cùng mới đem ra coi như là xử án luôn, coi như là ở ngoài coi như là tử trường luôn. Rồi cuối cùng coi như là cha con ở Nhạc Phi, tất nhiên là Nhạc Phi với Nhạc Dân coi như là bị xử án chết luôn của Bác Thanh Dân Đạo. Và sau khi bị chết luôn rồi, sao trong khi đó là mới chạm thảo trừ căn, là muốn tìm cách tặng, mà trong khi đó đi hại coi như là cha con Nhạc Phi, và đồng thời coi như là những cái người mà dây cánh á của Nhạc Phi đó là bắt coi như là để giết hết. Vậy đó. Cho nên một hôm nọ đó là cái hồn của cái ông mà Nhạc Phi mới về báo mộng và đầu mạng, trong khi đó vợ chồng Tần Cấu đó nghe, hồn phi phách tán trơn trời. Hồn phi phách tán rồi đau coi như là cuối cùng rồi coi như là học máu chết luôn. Tất cả chị đồng đạo, thì hôm nay có nhân duyên lành mà tất cả chị quý vị cùng với chúng tôi được gặp gỡ ở đây để ngồi lại để ôn cố qua giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Thì trên tinh thần Phật Pháp, người xưa có câu gọi là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Ăn cơm thì có canh dễ nuốt, mà tu hành có bạn thì dễ tấn tu. Cho nên núi cao nhờ đá chất thành, đạo cao nhờ có bạn lành trợ duyên. Cho nên giáo lý của Đức Thầy để lại cho chúng ta là một kho tàng pháp bảo. Trong ấy rất nhiều điều, những mà lời của Đức Thầy chỉ dạy và những câu mà Đức Thầy để lại cho chúng ta đó, có nhiều những cái câu hết sức là ẩn dụ vô cùng. Thì hôm nay trong cái hội thảo để cho chúng ta tìm những cái nghĩa ý hay mà tầm cầu trên con đường siêu thoát, Đức Thầy đã hằng bảo cho chúng ta chớ chia rẽ, hãy đồng tâm lực khô dọn dạc tỉnh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, nhớ trên hòa thuận chọn được quy nguyên. Cho nên trên tinh thần này thì bữa nay có nhân duyên lành và chúng ta được gặp gỡ nhau ngồi hội thảo, mà Đức Thầy đã bảo cho chúng ta đó là thứ năm tinh tấn hội đàm, sạch trong kỹ lưỡng mà làm bấy ngoan, là hội đàm cùng với nhau mà vừa sạch vừa trong mà vừa kỹ lưỡng, để cho chúng ta làm cho nó đúng đắn trên cái con đường tu học của mình, gọi là đàm đàm nhi bất tiếu, có nghĩa là nói càng nói càng sâu về ý nghĩa của Phật Pháp. Thì Đức Phật đã để lại cho chúng ta là 84.000 pháp, còn hôm nay Đức Thầy để lại cho chúng ta đó là một cuốn kho tàng pháp bảo. Mà trong kho tàng pháp bảo của Đức Thầy đó là cái cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý. Thì những cái lời lẽ của Đức Thầy chỉ dạy hết sức là sâu màu. Vì thì người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nghiên cứu để tìm hiểu, để đọc, để học, mà để coi như là hành trì trên con bước đường mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là nghe cạn lời chứ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Nghĩa là không mờ hồ, không còn phải nghi nan mà cần phải làm theo nữa, nhiên hậu sau này chúng ta mới được đắc đạo, phải không? Vậy thì hôm nay trong cái tinh thần mà mình được gặp gỡ nhau hội thảo, thì những cái điều gì cũng như là chúng tôi biết được đó, thì chúng trình bày cùng với quý vị để mà cùng với nhau sách tấn trên con đường tu học. Thôi thì chúng tôi cũng như là cũng gãi gọn lời nói đầu để gửi đến tất cả chư quý vị. Rồi bây giờ để trở lại cái trong cái chương trình gọi là hội thảo, thì quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy, trong đó 2 câu, 4 câu hoặc giả là trong nội dung trong giáo lý. Rồi chúng tôi cũng nương vào trong cái nội dung ấy mà bàn cùng tất cả chư quý vị. Rồi quý vị mình ngồi lại để theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi, rồi quý vị mình sẽ nghiên cứu thêm để tìm hiểu, để mà đóng góp lại những gì mà chúng tôi trình bày thiếu sót. Thì chúng tôi cũng xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác anh chị em và chư quý vị ban tổ chức cũng như anh Sư Công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chú Tư, để mở đầu chương trình hôm nay thì
Trước tiên chúng con xin hỏi chú Tư qua bốn câu của giáo lý của Đức Thầy là: thêm mắt phải tai chàng nhạc nghị, cận thầy xưa định diệt an dân, tiết trung lương hiếu nghĩa rạng ngần, ông bàn cử mẹ ghi chạm thịt. Thì xin kính mời chú Tư giải cho toàn thể đồng đạo nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, thì đồng đạo bền hỏi qua cái ý trong bốn câu giảng của Đức Thầy, mà trong bốn câu giảng đó là thêm mắt phải tai chàng nhạc nghị, cận thầy xưa định diệt an dân, rồi tiết trung lương hiếu nghĩa rạng ngần, ông bằng cử mẹ ghi chậm thịt, rồi luận sơ sơ cho dân rõ tích, để chờ ngày quán võ hô phong, ban cho đời thoát chữ cai nồng, nay dục thúc câu quân tu ký. Thì đồng đạo chỉ nêu lên trong đây là bốn câu để tìm hiểu thôi, mà bốn câu này nó thuộc về sử. Cho các anh em trường đạo, trong giáo lý của Đức Thầy sử rất nhiều, nội trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh thôi, mà trong đó là 16 cái sử của các anh em chị đồng đạo. Còn cái bài này mà được đồng đạo nêu lên đó, thì nằm trong cái bài Nang Thơ Cẩm Tú, mà bài Nang Thơ Cẩm Tú Đức Thầy viết ở tại gia đình của Ngôn Hộ Thành, ở tại Xà No, và có tất cả là 214 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây mà bốn câu cho chúng tôi bàn nha. Vậy thì bây giờ thêm mắt phải tai chàng nhạc nghị, cận thầy xưa định diệt an dân. Vậy là nhạc nghị đó là ai? Mà bây giờ đồng đạo mới đặt lên câu hỏi là cận thầy xưa mà định diệt an dân. Thôi nó mau đi. Vậy thì bây giờ đó là anh chàng nhạc nghị hồi xưa đó, ông là một cái người tài rất giỏi của bác anh em chứ đồng đạo. Thời kỳ đó, đó thì bây giờ trong đó nó có nước Tề, Hàn, Triệu, Ngụy, Yên, Tề, và nước nào coi như là trong khi đó coi như là cũng để mà giành giật đánh với nhau. Nhưng mà bây giờ nước Tề đó là rất mạnh, cho nên nó là đánh coi như là tất cả các nước coi như là trong khi đó là phải chịu thua. Vì vậy cho nên bây giờ cái ông Nhạc Nghị đó là bây giờ được coi như là 6 nước đó đồng tôn lên làm thượng phụ ha. Cho nên đó là nước ông Nhạc Nghị ổng là cái người ở bên nước Triệu á, sau khi đó mới rời coi như là qua bên nước Yên. Thì rồi trong khi đó là 6 nước đồng tôn lên làm thượng phụ để mà được thống lãnh coi như là để mà đánh cái nước Tề. Vì vậy cho nên trong khi đó đó là ông Nhạc Nghị đó, ông có một cái tài thao lược không thể nào mà tính đến được cô bác anh em dân đạo. Vì vậy cho nên trong khi đó ông được tôn lên làm thượng phụ, rồi bây giờ coi như là ông sắp xếp về vấn đề hành chánh, về vấn đề quân sự, về vấn đề coi như là chính trị. Vì vậy cho nên trong khi đó là thao lược ông đó, mà trong khi đó là trong một thời gian ngắn thôi, thì bây giờ ông Nhạc Nghị đó hen là ông đánh coi như là róc hết coi như là trong khi đó nước Tề. Rồi bây giờ ở coi như là ông đánh thêm trong thời gian không có mấy tháng mà coi như là đánh róc vào lâm tri của nước Tề, và đem xe coi như là chở đồ đạc coi như là về không biết coi như mà đòi. Rồi sau khi coi như là thống lãnh được coi như là nước Tề xong rồi đó, thì quý vị mình được biết sau khi đó coi như là ông vua của nước Tề sau khi mất rồi đó là thái tử lên ngôi. Còn nghe những cái lời mà xèm nhiễm coi như là của cái những cái người đó mà thuộc về mà hồi lúc trước không có ưa coi như là cái ông Nhạc Nghị đó, rồi bây giờ có cái cơ hội nha, có cơ hội để bàn vô bàn ra bàn tới bàn luôn, gọi là cái dân định đó. Rồi cuối cùng ở trong khi đó là ông Nhạc Nghị đó không còn coi như là để mà chưng dụng được nữa, sau khi đó ông mới trở về nơi nước Yên. Thưa chú quý vị, vậy thì bây giờ cận thầy xưa tất nhiên là 6 nước nó được gần ông thầy, tất nhiên là ông Nhạc Nghị đó là gọi là cận thầy xưa. Mà định diệt an dân tất nhiên là nhờ ông Nhạc Nghị đó đó mới định được cái việc đó mà an dân được cái là trong cái lúc đó. Vì vậy cho nên bây giờ sau khi đó đó là ông mới trở về nơi nước Triệu, và trong khi đó đó là sao ông mới hàn gắn đưa giữa được hai nước là nước Triệu, nước Yên đó, hai cái nước này coi như là được hòa một cùng với nhau, không còn chinh chiến đánh với nhau nữa.
Thì rồi bây giờ sau khi đó hai nước đó, đồng tôn ổng làm đó là coi như là khanh khách, tất nhiên là một cái người coi như là mà thuộc giống như là quân sư của cả hai nước luôn. Tất nhiên là hai nước bây giờ không còn giao chiến với nhau được. Thì cái nội dung cái mẫu chuyện như trên như vậy. Như vậy đó là thêm mắc phải tai chàng nhắc nghĩ là lúc Đức Thầy Lâm Phàm cứu độ cho chúng sanh đó cô bác anh em chứ đồng đạo. Thì bây giờ trong khi đó là bên cạnh là không biết bao nhiêu người ha, trong khi đó nghi vấn. Mà giữa lúc Đức Thầy Lâm Phàm cứu độ cho chúng sanh đó là giữa trong một cái lúc giống như dòng xoáy vậy đó ha. Bây giờ trong khi đó Nhật cũng có nè, rồi Pháp cũng có nè, hay rồi coi như là đối với coi như là cách mạng cũng có nè. Nhưng mà đối với Đức Thầy đó đời đó là muốn cho tất cả các nước đều coi như là để mà hòa cùng với nhau, giống như là ông Nhật Nghị vậy đó. Có nghĩa là làm sao cho các nước được hòa với nhau. Nhưng mà mấy nước kia đó là đồng tôn coi như là ông Nhật Nghị làm là thượng phụ trong lúc đó để mà an dân, để mà an dân trong coi như là sáu nước đó. Vậy thì bây giờ giữa trong cái lúc Đức Thầy đó đời lắp hàm cứu độ cho chúng sanh cũng vậy, coi như là không biết bao nhiêu những cái dòng xoáy của đời. Nhưng mà Đức Thầy cốt yếu ra đời để làm chi? Bây giờ Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết là nghiêng hai vai, gánh nặng non sông vớt trăm họ lầm than bể khổ. Vậy bây giờ là một vai cứu nguyên cho dân tộc và một vai để mà cứu khổ cho chúng sanh. Chúng sanh đang lầm than bể khổ, Đức Thầy ra đời để cứu độ cho chúng sanh thoát khỏi luân hồi sinh tử. Rồi một vai cứu nguyên cho dân tộc giữa cái ách thống trị của người Pháp, và trong cái thời điểm đó không biết bao nhiêu những cái sự khổ sở. Nhưng mà cuối cùng rồi đó là Đức Thầy làm cái bổn phận xong, Đức Thầy mới trở về ngôi vị. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là Chúa những ngai vàng sải mới yên, rời ngay cảnh tụng trở về tiên, chẳng còn tham luyến nơi trần thế gì cả, chúng sanh hết đạo phiền. Vậy thì nói tóm lại, nói tóm lại tất nhiên là Đức Thầy ra đời đóng vai cũng như Nhật Nghị. Mà giữa trong lúc thời kỳ đó, tất nhiên thời kỳ mà hỗn loạn chiến tranh giặc giả, nhưng mà bây giờ tất cả các nước đồng tôn như là ông Nhật Nghị để làm thượng phụ. Thì bây giờ sau này cũng vậy, các nước chinh chiến 18 nước đi chăng nữa vào coi như là đất nước Việt Nam, nhưng mà sau khi đó Đức Thầy cho chúng ta biết đó là thất sơn tiến nổ quy cổ diệt kim cửu cửu y nhiên tình duyên tham báo đổ máu tung rơi. Khùng mới nói chơi chưa ban hàng phục là tất cả các nước như là chiến tranh giặc giả với nhau. Nhưng mà cuối cùng rồi là khùng mới nói chơi mà chưa ban hàng phục, tất cả các nước đều phục hết. Cũng giống như tất cả các nước như là lúc đó ông Nhật Nghị xuất hiện ra rồi đều phải là đồng phục ông Nhật Nghị làm thượng phụ là trên hết. Và ông Nhật Nghị có bổn phận để định diệt an dân, và cuối cùng coi như là để mà hòa hiếu với nhau giữa nước Điệu và nước Yên, và không còn bị chiến tranh giặc giả nữa. Vậy thì bây giờ cái nhiệm vụ Đức Thầy ra đời cũng vậy, một là an dân, hai là định quốc, và ba nữa là cứu nguyên dân tộc, bốn là cứu khổ cho tất cả các chúng sanh. Thì nhiệm vụ của Đức Thầy là như vậy đó cô bác anh em dân đạo. Vậy thì qua cái nội dung như trên chúng tôi trình bày đến đây cũng xin hết ý, và xin trả lại cho dân chủ ý kiến quý vị nếu có. Tiết Trung Lương Tiết Trung Lương thiếu nghĩa đạn ngần, rồi ông Bằng Cử mẹ ghi chạm thịt. Tất nhiên là qua hai câu sau nữa là Tiết Trung Lương đó là muốn nói cái chí khí tiết liệt trung lương của cái ông Bằng Cử. Mà ông Bằng Cử tất nhiên là cái ông Nhạc Phi, mà ông Nhạc Phi tất nhiên vào trong cái thời kỳ của nhà Tống, mà nhà Tống đó tất nhiên là trong lúc mà Tống trào đó, lúc đó coi như là đang cái thời mặt giận, mà nhờ ông Nhạc Phi để hen, trong khi đó ông xuất hiện ra rồi, trong khi đó coi như là ông đánh Nam dẹp Bắc, và cuối cùng ông đem lại coi như là lợi lạc của nhà Tống hết sức coi như là cao vô cùng. Mà trước khi mà ông Nhạc Phi lớn lên phản cỡ chừng coi như là mới có mười mấy tuổi đó cô bác anh em chị đồng đạo, thì bây giờ ông mồ côi cha, thì lúc bây giờ bà mẹ đó bà mới dặn dò, gọi là bà An Phu Nhân đó, bà mới dặn dò coi như là con từ đây trở về sau con nhớ để mà con báo thù cho cha, và đồng thời con phải hết lòng lo cho đất nước quê hương. Cho nên sợ ông Nhạc Phi đó, trong khi đó là ông quên đi coi như là bổn phận của mình, cho nên mỗi lần bà An Phu Nhân dặn dò như vậy đó thì bà mới dặn dò xong, mà sợ coi như là cái người con của mình nó quên, sợ con mình quên, cho nên là bà coi như là bà mới lấy coi như là để mà lấy cái dao để mà khắc vào trong cái lưng của coi như là cái ông Bằng Cử đó, tất nhiên là ông Nhạc Phi đó, là bốn chữ là tận trung báo quốc, khắc vào coi như là trong cái thịt của coi như là của cái ông Bằng Cử, tất nhiên là ông Nhạc Phi.
là nên nhớ rằng là bà mẹ mới dặn dò cho con là bốn chữ này là tận trung báo quốc, tất nhiên là phải hết lòng để mà lo cho đất nước con người. Vậy thì bây giờ sau khi đó ông Nhạc Phi đó, là mỗi lần trong khi đó ông nhớ cái lời mẹ căn dặn như vậy thì ông hết lòng. Mà hết lòng như vậy thì bây giờ những cái như là cái cuộc coi như là đấu trường đó hen là ông hết mình. Và sau đó coi như là ông coi như là để mà phò trong cái thời kỳ của nhà Tông. Vậy thì bây giờ trong khi đó đó là bên cạnh coi như là của ông Nhạc Phi đó là ai? Là ông coi như là mà ông bằng gì? Ông bằng cử mẹ ghi chậm thì tất nhiên là bằng cử tất nhiên là ông Nhạc Phi, thấy không? Rồi bây giờ coi như là bên cạnh ổng đó tất nhiên là cái hai vợ chồng của Tần Cối đó là cái người coi như là hết sức là mà gian hãm vô cùng, là cái người gian nịnh vô cùng. Vì vậy cho nên trong khi đó thấy coi như là ông Nhạc Phi quá chừng giỏi là muốn tìm cách để mà hại. Cho nên một hôm nọ đó trong khi đó đó hai vợ chồng Tần Cối coi như là được coi như là trở về làm coi như là mà quên sao không, cho nên mới ghét Nhạc Phi và tìm cách để hại Nhạc Phi, cho nên coi như là mới viết coi như là cái tờ sớ dạ triệu coi như là ông với Nhạc Phi để mà trở về. Vậy thì bây giờ trong khi đó là ông lạm quyền luôn cả con vua luôn, cho nên trong khi đó mới chịu về trong khi đó ông Nhạc Phi về chưa có tới coi như là triều đình, nói là triều đình có cái chuyện hữu sự mời về vua, mời về đó mà bàn, nhưng mà về đâu có được tới đâu. Trong khi đó coi như là ông Tần Cối ông giữa đường, trong khi đó ông chặn lại rồi bắt giam luôn, rồi cuối cùng mới đem ra coi như là xử án luôn, coi như là ở ngoài coi như là tử trường luôn. Rồi cuối cùng coi như là cha con ở Nhạc Phi, tất nhiên là Nhạc Phi với Nhạc Chân coi như là bị xử án chết luôn của Bác Anh Dân Đạo. Và sau khi bị chết luôn rồi sao, trong khi đó là mới chạm thảo trừ cắn, là muốn tìm cách đặng mà trong khi đó đi hại coi như là cha con Nhạc Phi, và đồng thời coi như là những người mà dây cánh á của Nhạc Phi đó là bắt coi như là để giết hết. Vậy đó, cho nên một hôm nọ đó là cái hồn của cái ông mà Nhạc Phi mới về báo mộng và đầu mạng, trong khi đó vợ chồng Tần Cấu đó nghe hồn phi phách tán trên trời, hồn phi phách tán rồi đau coi như là cuối cùng rồi coi như là học máu chết luôn. Sau khi chết rồi đó nghe người ta thấy như vậy đó là một người hết lòng trung, tất nhiên là ông Nhạc Phi. Còn bên kia hay mà ông Tần Cấu đó nghe là cái người hết sức là gian định, cho nên người ta mới coi như là người ta làm cái mã của cái ông Nhạc Phi ở bên trong đó là ta làm bằng đá xanh, còn ở ngoài này đó làm cái đầu của ông Tần Cối đó là bằng cái đá trắng. Mà trước khi vô lại cái ông Nhạc Phi đó là ở ngoài này lấy cái cây đó mà gõ vô cái đầu của ông Tần Cối đó, rồi mới vô trong kia đó mới lại coi như là cái mộ của ông Nhạc Phi ha. Cho nên trong khi đó nó có hai cái câu liễn, mà coi như là cái câu liễn ở ngoài đó là cái câu liễn của cái Tần Cấu, còn cái câu liễn trong tất nhiên là câu liễn của ông Nhạc Phi. Thì cái câu liễn trong đó là thanh sơn hữu hạnh mai trung cốt, là đá xanh á là nó rất mai mà nó chôn được cái xác của cái ông Nhạc Phi, là thanh sơn hữu hạnh mai trung cốt, là mai là chôn chung tất nhiên là người trung, mà cốt tất nhiên là cái xác của ông Nhạc Phi. Còn ở ngoài cái cục đá trắng nó làm cái đầu là của cái ông Tần Cối đó. Thì bây giờ có cái câu liễn là bạch thiết vô câu chú định đầu, có nghĩa là đá trắng làm cái đầu của ông Tần Cối, mà trước khi vô lại ông Nhạc Phi là phải gõ cái đầu của ông Tần Cối mấy cái chứ mới vô mới lại ông Nhạc Phi. Vậy thì bây giờ ở đây muốn nói tất nhiên là trong đó là ông bàn cử mẹ ghi chạm thịt, tất nhiên là mẹ tất nhiên là bà An Phu Nhân, mà ghi chạm thịt là ghi khách vào sâu vào trong cái thịt của cái ông mà Nhạc Phi, là bốn chữ là tận trung báo quốc để lo cho đất nước quê hương. Mà sau khi đó coi như là ông mà Nhạc Phi sau khi mất, mà bây giờ trong khi đó người ta còn được cái tiếng coi như là gọi là cái người trung. Còn ngược lại tất nhiên là ông mà Tần Cấu thế hen là người ta coi như là sách mé ra, người ta coi cũng không có ra gì chân trời, thấy không? Vì vậy cho nên bây giờ Đức Thầy mới còn nhắc lại ha. Đức Thầy mới nhắc lại thương trung thần ghét nịnh mặt lì, dám thiết kế hại tàu lương đông. Tất nhiên là trong khi đó là thương là trung thần, mà ghét thì ghét nịnh mặt lì. Rồi chỗ khác Đức Thầy nói là ghét dòng con nịnh là độc xà,
là cái người nịnh tất nhiên là độc là xà, là có lỗi rắc không có tốt gì chẳng không. Khinh khi trung nghĩa hải hà lòng nhân. Rồi chỗ khác Đức Thầy lại nói là xem chung cuộc không thần đại thế, mà xử những kẻ hung hăng đồ tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Là cái người trung sau này cứ như là được hưởng, còn cái người nào mà nịnh giống như Tần Cối sau này không được hưởng. Vậy thì bây giờ qua bốn câu này đó, là thêm mắt phải tai vàng nhạc nghị cận thầy xưa định diệt ân dân, là Đức Thầy nói qua cái câu này Đức Thầy đặt mình giống như ông nhạc nghị, để mà định diệt, để mà an dân, để mà lo cho tất cả các chúng sanh, để mà sau này hưởng được cái cảnh an lạc. Thì rồi bây giờ Đức Thầy mới nhắc lại coi như là cái gương của coi như là mà ông Nhạc Phi là một cái người trung thần như vậy đó, để mà sau này lo cho đất nước quê hương. Thì bây giờ trong cái việc làm coi như là người tín đồ Phật giáo họ mình cũng vậy, mình phải có một cái lòng trung đó hen, để sau này chúng ta mới được gặp Thầy. Mà Đức Thầy cho mình biết đó là cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu, chọn người trung, chọn người hiếu, hoặc giả là ghi biên những kẻ quá lương thiện, một mực trung thành với Phật tiên. Thì bây giờ cái người nào có lòng trung tất nhiên là sau này là chúng ta mới được hưởng, còn cái người nào không có lòng trung hen là không được hưởng. Cho nên Đức Thầy mới nhắc lại là ông bằng cử mẹ ghi chậm thịt, tất nhiên là muốn nói nhắc qua cái gương trung, cái gương trung của như là cái ông bằng cử, để mà cho chúng ta lấy đó để mà học đầu, để mà cố gắng làm theo cái tấm gương trung đó, để sau này chúng ta sống được cánh đời thượng quan thanh đức. Cho nên Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết đó là hiếu chung lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thì thác lên tiên đài, hay là trung hiếu giữ gìn phận con tâu, thế sự bao la ta chẳng quản, tiên cảnh non bồng sẵn dị ngâu. Thì đây tất nhiên là Đức Thầy muốn nhắc lại thôi, nhắc lại cho chúng ta biết người tu chúng ta là phải có tấm lòng chung giống như là ông bằng cử. Mà bây giờ việc làm của chúng ta giống như là coi như Đức Thầy nhắc lại là việc làm của Đức Thầy giống như ông Nhạc Nghị, để mà lo cho tất cả các chúng sanh. Thôi đến đây cũng xin hết ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi sao, để có ý kiến gì không? Không có, nói là đúng anh Tư ơi. Ngày nay đi cầu nguyện là có cái vụ đó. Tại vì không có câu Phật hiệu đó cho nên mình không có niệm. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ, xin chân thành cảm ơn quý vị là cái câu vừa vừa rồi cũng giải đáp qua hai ý mà để dàn chúng ta vừa nêu lên. Tiếp theo thì cũng mời đồng bào chúng ta có thắc mắc thì cứ trao đổi tiếp để cho chú Tư giải cho toàn thể đồng bào chúng ta nghe chung. Minh Tám có hỏi gì không Tám? Nói gì Tám? Mình nãy mình hợp đồng tới 9 giờ, bây giờ mới 8 giờ rưỡi là sao? Mình bể hội trường sao? Bà nói câu đi. Đây, sẵn tiện đây là con cũng trong thời gian chờ đợi đồng đạo thì con cũng có một ý hỏi nhỏ bên chú Tư. Vì thầy hỏi quá rồi, tại vì trong sách giảng của Đức Thầy con có thấy ở chỗ kiểm tra của Đức Thầy có đôi lúc thì có chỗ là CH và có chỗ thì viết CG. Ví dụ như cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời của trẻ trai thì ở đây là CH, còn ở chỗ mà cúng kiến trai đàn thì Đức Thầy là viết là trai CG. Thì giữa hai chữ này thì xin kính mời chú Tư giải để làm sáng tỏ thêm trong ý của Đức Thầy. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị để hỏi qua cái ý của cái từ nghị. Thì đồng đạo mới đặt lên cái câu hỏi ý tất nhiên là cái chữ chay đó, là mình ăn chay
là CH A Cha Y Cự Đích Chai. Còn cúng kiến trai đàn đó là TER A Cha Y chứ không phải CH. Thưa cô bác, anh em chị đồng đạo, thì ở nơi đây qua hai cái chữ trai á nó có khác, nhưng mà cái nghĩa nó như thế này. Nếu nó là CH A Cha Y chai đó, Y Cự Đích Chai đó nghe, thì chữ chai đó nó thuộc về là ăn chay. Ăn chay tất nhiên là ăn những cái loại coi như là rau cốc ngũ quả, không có cái lậu quyết nhục, là ăn chay. Nó vậy đó. Vậy thì bây giờ ở nơi đây là ăn chay, là chúng ta thường khi đó là ăn chay kỳ có, ăn chay trường có, thì đó là tùy theo coi như là mình ăn. Ăn đó nó tất nhiên là chay. Nhưng mà cái chữ chay đó, T-R-A chay chay là hán tự. Mà nếu hán tự có chữ chay đó, nghĩa của nó là trong sạch. Chữ chay là trong sạch. Vậy thì bây giờ là phát tâm trì chay cố di mỹ hỷ. Tất nhiên là phát tâm trì chay, tất nhiên là ăn chay, tất nhiên là trong sạch. Phát tâm trì chay cố di mỹ hỷ, tất nhiên đó là một việc làm tốt. Chỉ duyên lý tánh bất minh, tất nhiên là tại vì coi như là cái tánh lý của mình không được sáng tỏ thôi. Bất chi trì chay giả, chánh vị giới sát giả, là không biết cái cách trì chay của mình. Mà trong khi đó là quan trọng có chỗ là tránh đi cái nghiệp sát sanh cho nó được trong sạch, nên gọi là chay. Như vậy là bất chi trì chay giả, chỉ chay tất nhiên là trong sạch. Vậy thì bây giờ có chữ chay đó là T R A cha Y chay đó, tất nhiên là trong sạch. Mà nếu như là chúng ta phát hiện là thực hiện được cái chữ chay, tất nhiên là trong sạch. Như vậy là ăn chay là phải có coi như là cái lòng chay vậy mới gọi là trong sạch. Vậy thì bây giờ cái chữ chay, hai chữ coi như là có khác nhau, nhưng mà một chữ nó thuộc về hán tự, là một chữ nó thuộc về Việt ngữ, mà Việt ngữ là CH A cha Y Cự Đích Chay. Còn cái chữ chay là TR A cha Y chay là nó thuộc về là hán ngữ. Hán ngữ tất nhiên là nó thuộc về là cái chữ nho, mà cái chữ nho đó là cái nghĩa nó là trong sạch, là tốt đẹp. Vậy thì bây giờ đó là cúng kiến trai đàn, tất nhiên là cái chữ trai đó là phải trong sạch. Mà khi mà trong sạch tất nhiên là cái việc làm đó nó mới đúng cái con đường đạo nghĩa của mình. Còn nếu như mà chúng ta ăn chay là CH A cha Y Gách chay, ăn chay cái miệng của mình mà chúng ta không được cái chữ trai của hán tự là trong sạch đó, ăn chay mà tấm lòng không trong sạch, thì bây giờ cái chữ trai đó thuộc về là chay miệng thôi chứ không phải là cái chay lòng. Chay miệng không hả, chứ không có chay lòng. Cho nên là Đức Thầy nói là chữ Nam Mô Trì Giới Giữ Chay, là chay được tánh là chay tâm mới quý. Tất nhiên là chay phải là trong sạch, tất nhiên là vừa chay tánh mà vừa chay tâm. Chay chẳng phải là ở ngoài miệng mà phải lạc chay cho đến trong lòng. Mà tu đâu phải lạc chay không, mà còn với luật và lòng từ bi nữa cả. Và tất cả những hành vi đạo đức từ đáy lòng thành thật làm ra, dù nơi không có người ta cũng không để thấu giải tà pháp sanh. Vì thì bây giờ là ăn chay, tất nhiên là CH A chay Gích chay, tất nhiên ăn chay là ăn không có cái loại quyết nhục, nhưng mà phải có được cái tấm lòng chay. Tất nhiên là ở đây là cái TR A cha Y chay. Vì vậy tất nhiên là chữ chay đó là trong sạch và tốt đẹp. Vậy thì giờ ở đây là cái ý nghĩa nó vậy đó, đồng đạo bền. Vậy đến đây cũng xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật.